Luân và chuyện tình với ba người đẹp, nhưng chung cái kết không muốn nhìn mặt hay nhắc đến tên. Dương Cẩm Linh, người yêu đầu tiên được Minh Luân công khai với khán giả, với báo chí là Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Linh. Cả hai phải lòng nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Pha Lê Không Dễ Vỡ. Trải qua hơn 2 năm yêu nhau, Minh Luân và Dương Cẩm Linh vô cùng hạnh phúc. Cả hai thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dương Cẩm Linh từng chia sẻ, ba mẹ cô không ủng hộ việc cô yêu Minh Luân. Tuy nhiên, cô vẫn dành hết tình cảm cho anh, thậm chí nữ diễn viên cùng chống đối bậc sinh hàn bằng cách bỏ đi và tuyên bố sẽ sống hết mình cho tình yêu. Dương Cẩm Linh tâm sự, tất cả những quyết định liên quan đến công việc và cả cuộc sống, tôi đều nương theo ý của người ta. Tình cảm gắn bó mặn nồng đến mức Minh Luân và Dương Cẩm Linh tính đến chuyện sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 4, 2012. Người tính không bằng trời tính, Minh Luân và Dương Cẩm Linh bỗng tuyên bố đường ai nấy đi trước một tháng hôn lễ diễn ra. Sau khi chia tay, cả Minh Luân và Dương Cẩm Linh đều lên báo trải lòng về nỗi buồn, sự đau khổ khi phải chia tay người mà mình từng yêu sâu đậm. Một thời gian dài, cặp đôi tránh đụng độ nhau tại các sự kiện và hạn chế đóng phim có mặt của đối phương. Minh Luân cho biết vốn kính tiếng lại không thích đùa giỡn tình cảm, càng không có ý định lợi dụng tình cảm để đánh bóng tên tuổi, nên cả hai đã quyết định đường ai nấy đi trong im lặng. Thật ra tôi không muốn chia sẻ bởi tránh mang lại cảm giác không thoải mái và sự tổn thương cho đối phương. Khi yêu, chúng tôi luôn dành hết tình cảm cho nhau. Thì khi chia tay, tôi cũng mong cả hai sẽ nghĩ tốt về nhau. Khi đề cập đến lý do chia tay, Minh Luân khẳng định lỗi chẳng phải tại ai, chỉ tại chúng tôi không hợp tính nhau, không thể hòa hợp cùng nhau để có thể tiếp tục vun đắp tình cảm, tiến tới hôn nhân sau này. Một khoảng thời gian khá dài về sau, Minh Luân và Dương Cẩm Linh mới tạm quên hết vết thương lòng và cùng hợp tác trong Oan Gia Nghĩa Tình và một số chương trình từ thiện. Hiện tại Dương Cẩm Linh đã làm mẹ của một cậu con trai bé nhỏ và tìm thấy bến đỗ cuộc đời bên nhà sản xuất Anh Khoa. Trong các bài phỏng vấn, dù được hỏi về Minh Luân, Dương Cẩm Linh đều từ chối trả lời hoặc lảng tránh vấn đề sang chuyện khác. Ninh Dương Lan Ngọc, sau mối tình với Dương Cẩm Linh, Minh Luân kính tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Vào tháng 11-2015, Minh Luân mới thừa nhận anh và bạn gái đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nam diễn viên tâm sự, anh yêu thích tính cách hồn nhiên đáng yêu và thông minh của Lan Ngọc. Khoảng thời gian này, Lan Ngọc vẫn chưa chính thức thừa nhận yêu Minh Luân. Dù trong bất kỳ vài phỏng vấn hay bị giới truyền thông gặn hỏi, mãi đến đầu năm 2016, Lan Ngọc mới chính thức lên tiếng, nhưng đầy thận trọng. Đúng, và tôi và anh ấy đang tìm hiểu, tiến xa hay không thì chưa biết, chúng tôi trên mức bạn bè. Khác với mối tình với Dương Cẩm Linh, trong suốt thời gian hẹn hò Lan Ngọc, cả hai đều hạn chế chia sẻ về nửa kia trên báo. Thậm chí cặp đôi còn giữ khoảng cách khi xuất hiện tại sự kiện. Khi Lan Ngọc tham gia bước nhảy Hoàng Vũ, dù bận diện cách mấy, Minh Luân đều cố gắng đến để ủng hộ tinh thần cho người yêu. Lần duy nhất Minh Luân công khai thể hiện tình cảm với Lan Ngọc ở chốn đông người là khi anh đến hàng ghế khán giả và dành tặng cho cô bó hoa hồng trong chương trình Tình Bolero tri ân cùng khán giả diễn ra vào tháng 11-2016. Nhiều người thắc mắc vì sao Minh Luân lại quá kín tiếng trong lần hẹn hò này. Nam diễn viên chỉ đáp gọn rằng bản thân anh không muốn mang chuyện tình cảm ra để PR và không muốn thiệt thòi cho người yêu. Tuy nhiên, tất thảy đều cảm nhận rõ, trong chuyện tình lần này, Minh Luân bỏ ra quá nhiều tâm tư tình cảm, còn đối phương vẫn chỉ dừng mật đúng với hai chữ tìm hiểu và cũng chưa từng khẳng định hai chữ yêu đương đúng nghĩa, như những cặp đôi trong showbiz vẫn thể hiện với nhau. Và chuyện gì đến sẽ đến. Vào ngày 9 tháng 3, 2017, trong buổi họp báo MV Gió Về Miền Xuôi, Minh Luân thừa nhận anh đã bị nửa kia bỏ rơi để theo người đàn ông khác. 70% nội dung MV là sự thật về chuyện tình không trọn vẹn của tôi. Tôi không có ý trách người đàn ông đã xen vào mối tình của mình hay cô gái đã bỏ tôi ra đi. Tôi nghĩ chuyện tan vỡ là số phận, không ai muốn như vậy. Cô ấy có quyền lựa chọn người mà mình cho là tốt hơn. Anh cũng cho biết MV chính là món quà cuối cùng dành tặng bạn gái cũ. Mới đây nhất, Minh Luân lại đăng đàn tố bạn gái cũ Lan Ngọc qua lại với nam ca sĩ Chi Dân khi vẫn còn đang yêu anh. Điều này khiến anh bị chỉ trích vì đa số công chúng cho rằng cả hai đã chia tay khá lâu. Nam diễn viên cố tình mượn tên người cũ để PR. Minh Luân ngay lập tức phản biện trong một bài phỏng vấn. Anh nổi tiếng trước bạn gái cũ đến tận 6 năm thì không cần phải lấy tên tuổi của cô để PR. Về phía Lan Ngọc, cô vẫn giữ im lặng như bao lần về việc Minh Luân. Điều này càng khiến khán giả cảm nhận trong chuyện tình yêu này mãi chỉ một mình Minh Luân đơn phương yêu người ta mà thôi. Hồ Bích Trâm, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm là mối tình thứ ba của Minh Luân. Cặp đôi bén duyên khi đóng phim Con Gái Bố Già. Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, từng vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010 và là gương mặt diễn viên truyền hình quen thuộc với nhiều bộ phim như Thuyền Giấy, Canh Bạc Cuộc Đời, Khu Vườn Bí Ẩn,
Con đường hoàng lương, Mẹ hổ dạy con dâu, trong MV Gió về miền xuôi mà Minh Luân làm tặng Lan Ngọc sau chia tay, Hồ Bích Trâm đảm nhận vai nữ chính. Cũng không muốn ồn ào, Minh Luân và Hồ Bích Trâm không nói về nhau quá nhiều. Thế nhưng bạn bè đồng nghiệp của cả hai đều hiểu họ là của nhau. Cả hai còn đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình như cách chứng minh sự nghiêm túc trong tình cảm. Những tưởng mối quan hệ này sẽ tốt đẹp, nhưng không lâu sau, Hồ Bích Trâm chủ động chia tay Minh Luân khi nhận ra anh vẫn còn tình cảm với người cũ, khiến cô đau khổ. Sau khi chia tay Hồ Bích Trâm, Minh Luân lại khiến bạn gái đau lòng và cả công chúng sốc nặng khi bất ngờ lên sóng truyền hình tuyên bố: "Bây giờ tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người yêu mới, anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại anh vẫn còn rất yêu người cũ. Còn với người yêu cũ, tôi thực sự muốn quay lại với cô ấy, tôi chỉ muốn nói rằng anh yêu em." Hồ Bích Trâm tuyên bố thẳng thắn sau khi xem chương trình của Minh Luân: "Từ nay về sau những gì có anh Luân thì sẽ không có tôi. Tôi không phải ghét thì cứ phải để trong lòng, nhưng sợ gặp sẽ bị đơ, mà nếu có gặp cũng không có gì để nói. Tôi không muốn bị dây dưa vào chuyện của người ta." Nữ diễn viên cũng nói thêm: "Tôi khẳng định không bao giờ quen diễn viên nữa. Những bạn đồng nghiệp mình đã quá rõ về họ, không phải vơ đũa cả nắm. Nhưng nghệ sĩ sự lãng mạn tình cảm, cảm xúc nhiều lắm nên thiếu sự chung thủy." Cách đây không lâu, khi Minh Luân tố bạn gái cũ Lan Ngọc qua lại với nam ca sĩ Chi Dân, khi vẫn còn yêu đương với anh, Hồ Bích Trâm đã không ngại đăng đàn đá điểu: "Anh ta thật buồn cười, có vẻ như hết tình cũng không còn nghĩa" hoàn toàn ứng với câu chuyện tình giữa Minh Luân và Hồ Bích Trâm.